bus. Chuyến tàu an toàn. Đi lên mẹ ơi, đi nào. Tàu sắp khởi hành. Tất cả hành khách xin vui lòng lên tàu. Dobby, cái vali to này là gì vậy? Đối với chuyến đi dài như thế này thì tất nhiên là tôi sẽ mang theo rất nhiều thứ. Wow, cửa tự động kìa. Ồ, tuyệt quá. Dobby, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Con yêu, đừng chạy lung tung như thế. Tàu sắp khởi hành. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ. Yahoo! Wow, trông đẹp quá đi mất. Nóng quá, nóng quá. Tàu sắp đến ga Rainforest. Nó rung rồi. Mình có thể xuống tàu và chơi. Wow, bánh kìa. Tôi mình nên chọn cái nào nhỉ? Cái này mình muốn tất cả. Gấu con ơi, con đâu rồi? Gấu mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con tôi đã chạy khắp nơi trên tàu và bây giờ không thấy đâu cả. Tôi làm sao bây giờ? Đừng lo lắng mẹ gấu, chúng tôi sẽ giúp chị tìm gấu con. Mình phải làm gì đây? Tàu đi mất rồi. Này bạn nhỏ, cháu đang đi tìm mẹ à? Đi về chú sẽ tìm mẹ cho. Thật á? Cháu cảm ơn chú. Thằng nhóc này. Chú Cáo, cháu muốn ăn bánh này. Sau khi tìm thấy mẹ cháu thì... Nhưng cháu đói lắm rồi, đi mà chú. Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một cái. Wow. Ăn đi nào, rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ cháu. Anh có thấy một cậu bé chạy qua đây không? Không. Chị có thấy một đứa trẻ không? Ồ, không, tôi không thấy. Cô thỏ, cô có thấy gấu con chạy quanh đây không? À, cậu bé đó đã chạy khắp nơi trên tàu và làm đổ đĩa bánh của tôi. Cậu bé đi đường đó. Tôi xin lỗi cô thỏ nhiều ạ. Anh lười. Anh có thấy gấu con không? Có. Tuyệt. Cậu bé ở đâu? Cậu bé đã xuống tàu rồi. Ôi không, cậu bé đang ở ga Rainforest. Chúng ta cần phải đi tàu quay lại đó. Chú ơi, cháu muốn ăn nữa. Cháu muốn ăn cái gì cơ? Sao cháu lại ăn nhiều thế hả? Đi với ta ngay bây giờ. Cháu không muốn đi với chú đâu. Đừng có mà hòng nghĩ về việc đấy. Để cô bé yên. Không, cảnh sát đến. Chạy thôi. Con yêu, con làm mẹ lo lắng quá. Con sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Dừng lại. Ôi không. Ở đằng kia. Đừng đẩy. Ê, cảnh sát trưởng Labrador. Xin hãy nhường đường cho chúng tôi. Đứng lại ngay. Mình sẽ chạy qua đó. Không được bước qua vạch an toàn. Tôi không nghe anh đâu. Sẽ tới đây.
trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi đi tàu hãy cẩn thận nhé. Khi bạn đang ở trên sân ga, đừng bước qua vạch an toàn. Bạn có thể bị ngã hoặc bị kẹt dưới gầm tàu. Hãy chú ý đến bước đi của bạn và xếp hàng chờ đợi khi lên và xuống tàu. Đừng đẩy người khác và ở gần ba mẹ của bạn. Và đừng bao giờ chạy lung tung hoặc xuống tàu một mình. Hãy ghi nhớ điều đó. Đừng để đồ vật vào mũi và miệng của bạn. Lại đi, nhanh nào, xếp hàng thôi. Dâu tây ngon nhất thế giới đây. Tôi lấy một túi. Tôi lấy một túi. Tôi cũng lấy một túi. Được rồi, từng người một nào. Đến lượt tôi rồi. Sắp bay đến đây. Tôi sẽ lấy một túi dâu tây. Anh không được chen hàng đâu. Xin lỗi, tôi đã hết dâu tây mất rồi. Ôi, ngon quá đi. Đừng lo lắng. Với những hạt giống được lai tạo đặc biệt của tôi, bạn sẽ được ăn dâu tây thơm ngon sớm thôi. Chính nó. Nếu như mà có hạt giống này, mình cũng sẽ có thể tự trồng dâu tây. Lần sau chúng ta mới mua được dâu tây. Có trộm. Nhanh đến xem sao nào. Anh Sóc, anh bị làm sao vậy? Tôi bị óc cái thứ gì đó. Tôi sẽ giúp anh đẩy chúng ra. May quá. Cảnh sát trưởng Labrador, hạt giống đặc biệt của tôi, ai đó đã lấy mất rồi. Sao cơ? Vừa rồi tôi thấy một tên trộm ăn cắp hạt giống của tôi, vì vậy tôi đã cố gắng lấy lại chúng, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Đừng lo lắng, không có chuyện gì mà tôi không thể làm được. Không có ai rời khỏi nhà kho. Các cửa sổ đều được khóa. Tôi nghĩ tên trộm đang trốn trên trần nhà. Đứng lại ngay. Chính là hắn. Bỏ tôi ra. Người không thể chạy thoát đâu. Dừng lại. Nhanh lên. Ở đằng kia. Dobby, anh có ổn không? Tôi ổn. Hắn đã chạy đường kia. Đi thôi. Còn lâu mới bắt được tôi nhá. Đứng lại đó. Bắt được rồi. Dừng lại. Người không chạy thoát được đâu. Có giỏi thì bắt ta đi. Tôi
không thở được. Cứu tôi mà. Thật là đáng sợ quá đi. Anh không nên trộm đồ. Hãy đi với chúng tôi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, đừng bao giờ cho những thứ nhỏ như hạt đậu, quả hạch hoặc viên bi vào mũi hoặc miệng của mình. Nó có thể gây khó thở và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Hãy ghi nhớ điều đó. Cẩn thận với dây diều. Hey, tay nhanh hơn cậu rồi nhá. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy? Cái gì kia? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Đi đây, tới đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thật là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Ruby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. À, vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia đúng là một con diều. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá. Nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người.
Mọi người, cúi xuống ngay. Bông bay của tôi. Ôi không. Mọi người tránh ra. Cẩn thận. Cứu tôi, cứu tôi. Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. Đóng ra làm trẻ con. Nhìn ngon quá. Này cháu, cháu có sao không? Đi phải chú ý chứ. Cảnh sát. Họ không biết đâu, họ không biết đâu. Ô không, cáo con, con ơi. Mẹ tìm con ở khắp nơi đấy. Sao con lại chạy ra đây một mình thế hả? Cảm ơn các chú cảnh sát nhé. Tạm biệt. Thế sao họ hành động kỳ lạ vậy nhỉ? Cứ sao sao ấy. Có lẽ có vấn đề gì ở đây rồi. Chúng ta thử theo dõi họ xem. Cẩn thận đấy. Con chọn đi nào. Ông muốn cái gì? Thôi mấy cái này. Không, mà đấy nhiều nọt lắm. Họ biến mất rồi. Ôi không, họ đi đâu mất rồi. Đi đường kia nào. Này, suýt nữa thì bị cảnh sát tóm được rồi đấy. Đừng có cằn nhằn. Hôm nay chúng ta phải bắt cóc được một đứa trẻ nào đó. Hai bánh vòng ạ. Xin lỗi cháu, chú vừa bán hết rồi. Mẹ ơi mẹ, con muốn ăn bánh vòng cơ. Cơ hội đây rồi. Xem đây. Thơm quá đi mất. Bánh vòng của tôi đâu? Lấy được rồi. Giờ đến lúc diễn thôi, đi nào. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh vòng cơ. Wow, ngon quá. Yummy, yummy. Con yêu à, con cho bạn thỏ con một chiếc bánh đi nào. Của bạn đây. Wow, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị rất nhiều. Cáo con thật là ngoan. Tai của con to thật đấy. Sao con lại đi giày số to như thế kia? Ôi không, cô ta nghi ngờ chúng ta rồi. Con yêu à, con với bạn thỏ con cùng lái xe. Đồ chơi đi, chơi đi. Thỏ con, chúng mình đi chơi đi. Được chơi. Nút khởi động ở đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cẩn thận đấy, đừng đi xa nhá. Thỏ mẹ, váy của chị đẹp thật đấy. Cảm ơn chị, giày của chị cũng rất đẹp. Lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm nhá. Bọn trẻ con đâu rồi nhỉ? Cáo con, thỏ con. Thỏ con. Thỏ con đang ở đâu vậy? Chào chị nhá. Thỏ con. Thỏ con. Thỏ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Xin hãy mau giúp tôi tìm lại cháu bé với. Lần cuối chị nhìn thấy cháu là khi nào? Ở trước cửa hàng bánh vòng. Con bé chơi ô tô đồ chơi với cáo con ở đấy. Sau đó tôi đang nói chuyện với chị cáo đỏ thì... mà chị cáo đỏ đâu rồi nhỉ? Chị cáo đỏ cũng bị mất tích rồi. Có khi nào chính gia đình cáo đỏ kỳ lạ chúng ta gặp lúc nãy không? Ôi không, tôi nghĩ là họ đã bắt cóc thỏ con rồi. Con tôi. Vết lốp xe đồ chơi này. Đi nào. Cáo con,
chúng mình đang đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà. Không có ai ở đây đâu. Cậu không về nhà được nữa đâu. Cáo con. Cáo con, phải gọi ta là ngài cáo. Chú đóng giả làm trẻ con á. Đúng vậy. Cháu biết không, chú cũng giả làm phụ nữ đấy. Dừng lại. Để cô bé yên. Ôi không, là cảnh sát, chạy đi. Cháu mới. Này, đừng lo, cháu an toàn rồi. Con yêu, con yêu. Mẹ ơi. Con yêu của mẹ. Đứng lại ngay. Đứng lại đó. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại sau nhé. Ôi không. Các anh không thoát được đâu. Cắt đuôi bọn chúng đi. Rẽ phải. Các anh nên dừng lại. Họ sẽ bắt được ta mất, để tôi lái cho. Tôi lái. Tránh ra. Nghe tôi đi hướng đây. Nghe tôi đi, để tôi. Xem tôi đây. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy luôn đề phòng người lạ, kể cả với các bạn nhỏ khác. Các bạn phải luôn chú ý cẩn thận với những người mà chúng ta mới gặp. Không được nhận đồ vật mà họ đưa cho bạn, cũng không được đi theo họ, bởi vì rất có thể những người này đều là những kẻ bắt cóc. Hãy luôn ghi nhớ điều này nhé. Không bắt chước hành vi nguy hiểm. Super Kid Man. Ha. Hey ho yeah. Hả? Anh làm gì vậy Dobby? Tôi là Super Kid Man. Bắn lên Kid Man. Tiến lên Kid Man. Cẩn thận đấy. Dobby, anh không nên bắt chước những cảnh nguy hiểm từ TV như thế. Anh có thể bị thương đấy. Được rồi. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy giúp cháu. Anh trai cháu bị ngã xuống cầu thang, xin hãy đến và cứu anh ấy. Sao cơ, Dobby, đi thôi. Chẳng có lợi gì khi làm giống Super Cup Man à. Anh ơi. Anh ơi. Em ơi. Gà anh, tại sao cháu lại làm một việc nguy hiểm như vậy? Cháu. Hả? Cháu đã cố gắng làm giống như Super Cup Man. Điều đó rất nguy hiểm. Cháu không được làm như thế. Vâng ạ. Xem đây. Tiến lên Kid Man. Chuyện nhỏ nói rằng cậu ấy sẽ thử thế này. Gì cơ? Tiến lên Kid Man. Cảnh sát trưởng Labrador, có đám cháy ở trong rừng. Bọn trẻ bị mắc kẹt ở đó. Ôi không, đó có thể là những chú chuột hamster nhỏ. Papillon, hãy đến đón chúng tôi. Đã rõ. Papillon luôn có cách. Hả? Mọi người lên đây nào. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, tôi đã tìm thấy vị trí của bạn trẻ. Hãy hạ cánh ngay bây giờ. Đã rõ. Ừ.
Ngọn lửa quá mạnh, chúng ta không thể hạ cánh. Babylon, tìm một nơi ít lửa hơn. Dobby và tôi sẽ xuống đó. Được rồi. Hãy mặc áo choàng chống cháy và đi theo tôi. Đường này. Tiến lên. Khỏi đây ngay. Lối này. Babylon, chúng tôi cần giúp đỡ. Đã rõ. Lửa đang lan quá nhanh. Nhanh nào, chui vào áo choàng. Tôi tới đây. Babylon đang ở đâu? Mọi người lên đây. Chúng cháu sẽ không bao giờ bắt chước những hành động nguy hiểm nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không nên bắt chước những cảnh nguy hiểm trên TV. Chỉ những người đã được đào tạo lâu và biết những pha nguy hiểm đặc biệt mới có thể thực hiện chúng. Vì vậy, chúng ta không được làm theo họ. Nếu bạn cố gắng bắt chước họ, bạn có thể làm tổn thương chính mình hoặc tệ hơn. Hãy ghi nhớ điều đó.